Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty audio Hanh Nguyễn xin được trân trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Công ty điện tử Hanh Nguyễn hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác, anh chị và các bạn đam mê âm thanh, yêu ca hát và thích nghiên cứu về dòng cục đẩy công suất lớn có tên là CA20 Crit Audio CA20. Thì đây là dòng cục đẩy thuộc dòng phân khúc công suất lớn, mục đích để đánh các loa bass 40 từ 22 họng 100, cũng như là đánh dòng loa súp hơi đấy, bass nó cũng từ là 50 từ 22 về họng 100. Thì đây là một dòng cục đẩy chủ yếu sử dụng cho các cái phòng hát chuyên nghiệp cũng như là sự kiện. Thì ngoài ra cục đẩy này cũng đánh được gia đình, nhưng mà nó hơi lãng phí và hơi tốn kém, bởi vì cục đẩy này rất khỏe, có thể đánh cho mọi loa, tiếng rất là hay, bởi nó khỏe và các bác đánh loa bé rất là hay, nhưng biết cân chỉnh thì nó sẽ không chết loa mà cực hay. Đây là một dòng cục đẩy CA20 52 đèn. Thì trước đây em bán ở dòng cục đẩy CA20 chữ xanh đấy, cũng 52 đèn. Thì lần này là phiên bản mới hơn của nhà xuất đưa ra. Trước là có công tắc tắt mà nguồn bằng công tắc cắt hẳn, bây giờ là công tắc mềm, tức là công tắc đè đấy. Thì đây chính là dòng cục đẩy mới phục vụ cho sự kiện cũng như là các phòng hát. Đây là những mặt trên của nó, đây có tem QC hàng chính hãng và em tháo sẵn của ra rồi. Bây giờ em quay phía trong. Thì đây chính cục đẩy. Thứ nhất là đầu tiên các bạn nhìn đây, là cái cục đẩy này thế hệ mới, thêm một cái boa nữa là boa xử lý cái bảo vệ cái nguồn ngay từ đầu vào, cái nguồn điện lưới đấy, đóng ngắt bằng một cái dây le để cấp nguồn cho cục biến áp này. Thì cái dây le này có nhiệm vụ bảo vệ cái biến áp hình xuyến này, không may có bị chạm chập thì cái dây đen nó xong đóng đó, nên người ta mới dùng là công tắc đè nhé. Tiếp theo là cái về nguồn, thì đây là một cục đẩy mà nguồn hình xuyến. Thì tất cả cái dòng cục đẩy thường là nguồn là lõi của nó là hình xuyến, bởi vì như thế nó mới dẫn tải hiệu suất điện mới tốt. Thì nguồn này khẳng định bác là dây đồng 100%, nguyên chất dây đồng, dây đồng 100%, không thể sai là dây đồng. Và rất là to, đường kính của nó khoảng tầm gần 20 cm, và được bao bọc một cái vòng tròn bằng nhựa. Đây, bằng nhựa đây, ôm lấy cũng biến áp để bảo vệ cục biến áp không ai bị chập cháy. Thì cái thông số điện người ta ghi rất chi tiết ở đây này, theo mẫu dây này đấy, rất là to. Và đây chính là khối nguồn rất là nhiều tụ, 1, 2, 3, 4, 12 tụ đồng nguồn, rất là to và cao. Và cái tụ lọc nguồn nó chạy điện áp nó tối đưa ra là 80V, là 10.000 microfarad, có đủ cho hai bông xuất làm việc, rất là to nhé. Và có hai đốt cầu đây bên này, hai cái cầu để lắn lọc cho hai bông công suất làm việc, được tỏa nhiệt bằng nhôm rất to, bởi cục đẩy công suất lớn. Tiếp theo này, phía sau là một cái boa để kết nối tín hiệu đầu vào, đồng thời cái cục đẩy này cũng có thể là cắt được cốt nhé, này cắt được cốt. Đây là mô là vừa cái nối thì đầu vào, khuếch đại đầu vào là cắt cốt được. Hai bên hai bông công suất, xem bao nhiêu số nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 26, 52. Thì đây các bác nhé, không phải là số áo nhé, đây là bù áp, con bóng bù áp rất là nhiều bù áp, số áp. Thì cái này 52 số
Và số này là số thế hệ mới nhá. Là số đây mọi nhìn đây. Thế hệ mới. Là SE1720. Số này số là không phải số Toshiba mà số USA. Nó chạy dòng số Mỹ. Đấy. Và dòng này có hai cột gió hai bên này. Cột gió này nó ăn nguồn là 24V DC cho nên rất là khỏe mà mạnh. 52 đèn. Có bù áp nhá. Có bù áp. Cho nên khi của đài nó hoạt động rất ổn định. Đấy, nó rất ổn định. Mà âm nó rất là mạnh và hay. Là dòng cụ đẩy mới tinh nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Đây là dòng cụ đẩy nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Và cái bộ khuếch đại tín hiệu rất là lớn này, rất là nhiều bóng. Cho nên cụ đẩy là tiếng rất khỏe, mạnh. Và hai bên là có hai dơ liềm bảo vệ loa này, một này và hai. Không may cụ đẩy có chạm chập thì nó sẽ không đưa cái điện áp DC ra loa, cho nên dẫn đến là không chết loa. Tức là khi mà cụ đẩy có sự cố thì lập tức dơ liềm này nó ngắt. Nó không cho cái điện áp DC. Thì đây chính là cục đẩy mà đại diện cho dòng cho âm thanh sức mạnh và âm thanh thanh to, tiếng rất là thanh thoát, mạnh, uy lực, có bù áp 52 đèn bù áp và chạy số thế hệ mới số Mỹ luôn nhá, rất là khỏe. Mà chất đẹp mà chạy hoàn toàn bằng điện trở to chứ không dán nhá. Đây. Cho nên có sự cố thì sửa chữa rất là dễ. Điện trở xứ và điện trở la mạch màu và chạy còn gió 24V. Thì cái dòng này đánh được xúc kép 50 và một đôi loa 725 xúc kép này và loa pull 725 thoải mái, tức là đánh được 4 mát 40 từ 22 họng 100 và chép từ 17 họng 74 và thoải mái. Thì dòng cụ đẩy này chủ yếu em cung cấp cho các bác mà làm sự kiện cần cụ đẩy công suất lớn. Đấy. Còn nếu mà các bác mà dùng cụ đẩy cho gia đình thì quá là tuyệt vời. Và cụ đẩy càng khỏe thì âm thanh càng hay, càng chi tiết, tiếng trống càng gọn, tiếng nhạc, tiếng chép rất là sắc nét. Đấy. Nhưng mà tội nó lặng và nó tốn kém. Cục đẩy mà đánh những cái đôi loa 30 như này các bác thì nó quá là sắc. Thì trọng lượng của nó đây, trọng lượng của đẩy đây, tức là nhập khẩu nguyên chiếc hộp nó đây. Như này về mà nhìn đây, cả hộp này nó là 41 cân. 41 cân thì trừ cái hộp này ra chắc là cái cục đẩy nó phải tầm trên 30 cân, nó còn cái hộp này nó khoảng tầm chắc là tầm 3-4 cân. Nhưng cục đẩy C20 60 đèn thì cái hộp này khoảng 5 cân, rất là nặng nhá, rất là nặng. Cái trọng lượng của cái này là nhập khẩu cái chiếc là 41 cân mọi người nhá. Đây, làm cân sẵn là 41 cân cả hộp. Thì cục đẩy là thế hệ mới của nhà sản xuất, từ trước đây là chữ xanh, bây giờ em lại nó mới ra cái model mới này là chữ màu cà phê, chữ to. Đấy. Và công tắc đề trước đó là em bán cục đẩy công tắc bên này để sang cái phiên bản mới. Thì đây phiên bản mới nhất cục đẩy C20 52 đèn từ công ty điện tử Hai Nguyễn và công ty Auto Hai Nguyễn. Các bác có nhu cầu về cục đẩy công suất lớn hãy liên hệ với Hai Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Thì cục đẩy này báo cáo nhé, 52 đèn có bù áp rất là lặng. Chơi dòng loa, các dòng loa sự kiện